Anh nhớ em quá à. Nhớ nhung gì? Có mà hàng cho em không vậy? Em nghĩ để coi, tất nhiên là có hàng cho em rồi. Nếu không có hàng cho em thì đâu còn là Jason nữa. Căn nhà này trị giá 30 tỷ đó. Cái thằng đó là ai vậy? Người giúp việc thôi. Anh nhớ theo sát nó chị em. Ba ơi, con là con gái duy nhất của ba mà. Ba không thương con sao ba? Ba, con biết là ba có nhiều tiền lắm. Có nhiều cổ phần chứng khoán ở bên Mỹ. Nó có giá trị 1 triệu đô lận. Con là con gái của ba mà. Ba không thương con sao? Chị, ông chủ đâu có phá sản. Giờ tôi mới biết, từ mấy lâu nay cô vẫn theo dõi công việc làm ăn của tôi. Ban đầu thì cũng có khó khăn, nhưng mà chăm sóc ông chủ riết rồi cũng quen. Cũng như một phần cuộc đời tôi vậy. Thật ra tôi xem cô Sáu là người vợ thứ hai của tôi từ lâu lắm rồi. Cô chăm sóc tôi còn hơn cả người thân trong gia đình. Cái này của ai? Của cô Sáu. Cậu đọc cho tôi nghe coi. Ông chủ bình tĩnh nha ông chủ. Thưa ông chủ, tôi mạn phép viết vài lời cho ông chủ. Tôi xin phép nghỉ việc về quê. Ông chủ nên nghe theo lời cô Helen, bán nhà rồi về Mỹ. Cô ấy phá sản rất cần ông giúp. Thank you.